Trong đó khai thác biển đạt 2.699 tấn trị giá 136,03 tỷ đồng, khai thác nội địa đạt 228 tấn trị giá 6,38 tỷ đồng. Lũy kế trong 2 tháng đầu năm 2024, tổng sản lượng khai thác toàn tỉnh đạt trên 6.800 tấn, tăng 1,83% so với cùng kỳ năm 2023. Trong tháng 3, ngành thủy sản và các địa phương tiếp tục thực hiện các phương án đảm bảo an toàn cho người và tàu cá, rà soát số lượng, cơ cấu, tình hình hoạt động của các đội tàu cá trong toàn tỉnh, vận động hướng dẫn các cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá theo quy định, tuyên truyền ngư dân thường xuyên theo dõi thời tiết, tăng cường bám biển để đánh bắt, tuân thủ các chính sách và quy định pháp luật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.